Nhận tin chửi đánh trước trận đấu Việt Nam, UAE Thái Lan lúng túng đến thảm hại, người hâm mộ Thái mất niềm tin. Trong khuôn khổ bảng B SEA Games 32, UAE Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với Thái Lan trên sân Prenzing Campuchia. Cả UAE Việt Nam lẫn Thái Lan đã giành vé vào bán kết, nên về lý thuyết trận đấu này chỉ còn ý nghĩa xác định ngôi đầu. Nhưng chừng đấy cũng sẽ đủ hai đội phải quyết chiến quyết liệt với nhau. Bởi nếu gặp một đối thủ mạnh như Indo thì sẽ khó vào chung kết hơn so với đội còn lại của bảng B. Hơn nữa, sự kình địch của hai nền bóng đá cũng là một yếu tố tạo nên chất lửa. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, vị huấn luyện viên Thái Lan tuyên bố sẽ vì người hâm mộ Thái mà quyết tâm lấy ngôi đầu. Ông nhấn mạnh với báo chí nước nhà, nhưng chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho các cầu thủ của mình ở trận bán kết hay xem chúng tôi có thể làm tốt như thế nào. Đây cũng là dịp để đánh giá toàn đội, nhưng dù sao trước Việt Nam tôi vẫn muốn giành chiến thắng, các cầu thủ phải cố gắng hết sức. Ông cũng coi trận gặp Việt Nam là một bài test quan trọng để chuẩn bị cho những thử thách rất lớn ở bán kết và có thể là chung kết. Việc được gặp Việt Nam sẽ tăng tính cạnh tranh cho đội và cũng sẽ là cơ hội cho những cầu thủ mới tập trung. Từ đại chiến với Việt Nam vào ngày mai thì Thái Lan mới có được đội hình đẩy cao nhất khi hai cầu thủ được câu lạc bộ chủ quản đá cho hội quân. Qua đây, ông Sritaro cũng cho rằng 20 người trong tay ông sẽ có thêm phần tự tin trong trận gặp Việt Nam. Triệu tập được tất cả 20 cầu thủ là một điều tốt với chúng tôi. Nó có thể giúp tôi thay thế các vị trí còn thiếu, đặc biệt trong phòng thủ hoặc có thể là bố trí thêm một tiền vệ chơi lùi sâu khi cần. Với 20 người, chúng tôi tự tin có thể chơi theo phong cách mong muốn. Cầu thủ được bổ sung cho Thái Lan đó chính là vệ trung vệ Jonathan Kembe, cầu thủ Thái Kiều đã được đánh giá là hay nhất trên hàng thủ của Thái. Hồi vừa qua đã sang Campuchia, cầu thủ này cũng đã mạnh miệng tuyên bố. Theo tôi thì trận đấu với Việt Nam chắc chắn sẽ rất hay. Họ là đội mạnh, tập thể chất lượng, làm việc chăm chỉ. Nhưng tôi cũng có thể thắng trận này. Cả hai đội vào bán kết nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu này. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu và có sự tự tin để đánh bại một đội mạnh như Việt Nam, Kenny đã nhấn mạnh. Trung vệ Thái Kiều cũng đã tự tin về việc sẽ cùng với Thái Lan giành lấy tấm huy chương vàng từ tay nhà đương kim vô địch Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã tới Campuchia cổ vũ cho chúng tôi và theo dõi để cổ động cho chúng tôi. Năm nay chúng tôi đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Thái Lan sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả bản thân tôi, nhân viên, huấn luyện viên, cầu thủ để mang huy chương về cho Thái Lan, để người hâm mộ được hạnh phúc. Đó là những lời phát biểu hết sức tự tin của thầy trò huấn luyện viên Thái Lan. Tuy nhiên, sự tự tin đó hoàn toàn sụp đổ trước giờ bóng lăn. Thái Lan lại nhận thêm tin dữ. Đầu tiên là chính ngôi sao vừa phát biểu thắng Việt Nam là Jonathan Kembe lại đang bị ốm. Cầu thủ này mới tập trung cùng với Thái Lan ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhưng do bị ốm nên anh không ra sân tập luyện vào sáng ngày 10 tháng 5. Và trung vệ cao 1m91 này sẽ không thể ra sân trung vệ gặp Việt Nam. Một trường hợp khác khiến cho ông phải đau đầu đó chính là hậu vệ phải. Trung vệ đội trưởng là Bukhari Lemdi. Cầu thủ này đã bị chấn thương đầu khi va chạm với thủ môn đối phương ở trận thắng Lào 4-1. Dù mọi thứ đang tiến triển rất tốt nhưng khả năng anh sẽ không ra sân trong trận đấu Việt Nam. Prachet Thosanit, cầu thủ chạy cánh của Thái Lan cũng đã bị chuột rút trong cả hai trận đấu với Lào. Anh được nghỉ trọn vẹn trong ngày 9 tháng 5, liên tục mất đi 3 cái tên quan trọng trong hành trình. Trong buổi tập sáng nay, các phóng viên quan sát thấy vị huấn luyện viên trưởng Thái Lan đang đứng ngồi không yên. Trong khi đó, người hâm mộ Thái cũng tỏ ra hết sức bi quan. Thì làm sao có thể triển khai tấn công trước Việt Nam? Thiếu một trong ba trụ cột, Thái Lan nguy to rồi. Một nickname khác thì cho hay, thiếu Jonathan Kembe thì không biết ai sẽ ngăn cản được cách đánh đầu của Văn Tùng. Trận này Thái Lan khổ rồi, người này viết. Có thể thấy, dù nhận được nhiều lời khen với Việt Nam hơn, song cuộc đối đầu trực diện thì người Thái vẫn tỏ ra hết sức e sợ. Nhìn lại hành trình vòng bảng SEA Games 32 của Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao tính kỷ luật và chiến thuật cũng như là tinh thần quyết tâm của ông Chuse đã thổi vào lối chơi của toàn đội. UAE Việt Nam dưới thời của tân vị huấn luyện viên đã có một khởi đầu tương đối bi quan với chuỗi 5 trận không thắng. Tuy nhiên, trước khi bước vào SEA Games 32, Việt Nam đã lột xác ấn tượng và trở thành một đội bóng giàu tính kỷ luật, có tổ chức tốt, có ý thức tuân thủ đấu pháp, chiến thuật cao. Điều này đã được thể hiện qua từng trận thắng với từng cấp độ khác nhau. Với mọi đội bóng đang trong quá trình chuyển giao và làm quen với một chiến thuật mới, không thể tránh khỏi một số trục trặc và những lỗi cá nhân. Tuy nhiên, tính kỷ luật và tinh thần quyết tâm đã giúp cho các cầu thủ tạo ra được những mảng miếng phù hợp. Cũng theo chuyên gia Phan Anh Tú, kỷ luật trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam có thể là một yếu tố khắc chế đối thủ Thái Lan trong trận đấu tới, khi mà Voi Chiến là đội bóng đã thể hiện lối chơi đậm chất kỹ thuật.
Hành trình vào bán kết của Thái Lan lại khép lại với những dấu ấn trong một lối đá trơn tru vì huấn luyện trưởng sở hữu đồng đều đội hình về kỹ thuật, những cầu thủ có khả năng để điều tiết nhịp độ trận đấu. Người Thái mạnh nhưng trong những pha phối hợp nhỏ đánh trực diện vào đối thủ thì đây sẽ là một thử thách rất lớn cho bộ đôi trung vệ của Việt Nam và người ta đã mắc một số lỗi trong trận đấu với Malaysia. Tương tự Việt Nam, Thái Lan cũng đã chọn lối đá kiểm soát bóng. Nếu như Việt Nam sở hữu chuỗi 21 đường chuyền liên tục trong trận gặp UAE Singapore, thì ở phút thứ 49 trong trận gặp Lào mới đây, Thái Lan đã có chuỗi kiểm soát bóng ấn tượng với 50 đường chuyền. Brian Pimai là điểm chạm cuối cùng khi tiền đạo này đã hoàn tất một cú đúp để nâng tỷ số 4-0. Võ Chiến đã kiểm soát trái bóng đến gần 2 phút đồng hồ trước khi Terasak điên tên lên bàn tỷ số. Đáng chú ý, sự bị hạng sang cho Terasak đó chính là Purava đã có được 3 bàn thắng. Đối mặt với một đội bóng chơi đủ đỉnh và mang nhiều cảm hứng nghệ thuật như Thái Lan, những màng miếng phản công nhanh có thể là chìa khóa để giải quyết trận đấu. Hàng tiền vệ với những nghệ sĩ truyền bóng như là Chonarong sẽ không thể nào kịp lùi về để hỗ trợ phòng ngự, khiến cho Thái Lan đối mặt với nguy cơ dính những đòn phản công. Việt Nam thì đang có những tiền đạo rất sắc bén, đây chắc chắn là mũi nhọn của Việt Nam. Việc ông Tuce rút Văn Tùng ra nghỉ sớm là một thông điệp rõ ràng, giữ sức phá lưới Thái Lan và góp phần giúp Việt Nam lên ngôi vô địch. Trong trường hợp Nguyễn Thanh Nhàn, Văn Tùng là cái tên đích thân được ông Tuce nhận diện và nuôi dưỡng tài năng, thậm chí tiền đạo trẻ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội thì còn được đánh giá cao. Cụ thể, trong 4 năm trước, từ bài phỏng vấn với Dinh 2019, Phù Thủy Trang đã khẳng định Văn Tùng là cái tên đẳng cấp nhất. Đồng thời, ông tỏ ra tiếc nuối vì câu lạc bộ V-League không tạo điều kiện cho cầu thủ này được thực hiện trong những bài kiểm tra hay những trận giao hữu. Văn Tùng là tiền đạo tài năng nhưng thật đáng tiếc cậu ấy chưa có cơ hội thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Có thể 2-3 năm nữa cậu ấy mới được thi đấu ở V-League và chỉ có đá V-League thì cầu thủ trẻ mới phát hiện được tài năng cũng như là phát huy được năng lực chuyên môn của mình. Ông cho biết dự đoán không thể sớm có một đường băng cất cánh, Tùng phải chờ thêm 3 năm để bước ra ánh sáng khi ông Park Hang-seo trao cơ hội ở SEA Games 31. Để SEA Games 32, Văn Tùng đã trở thành một kép chính và càng tuyệt vời hơn khi thi đấu dưới trướng của vị huấn luyện viên hiểu và sử dụng tốt nhất. Văn Tùng không làm thầy thất vọng với một cú đúp quan trọng, ghi toàn bộ bàn thắng với Việt Nam trong những chiến thắng sát nút vào tối qua. Sau bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền thì Văn Tùng một lần nữa chứng tỏ năng lực của mình. Đó là một lời tái xuất và sau những cú đánh đầu tinh tế mở hàng cho Việt Nam trong ngày ra quân. Với phong độ đang cực kỳ cao, tất cả đều mong rằng Văn Tùng sẽ tiếp tục trở thành một ngòi nổ cho Việt Nam trong trận đấu tối nay và U22 Việt Nam cứ được Văn Tùng mở điểm là sẽ chiến thắng.